sự kiện hôm nay rất là đông vui và rất là sôi động. Buổi khai trương hôm nay thì mình thấy rất là sôi động, gian hàng thì khá là đẹp, sang trọng. Mình thấy sản phẩm cũng khá là đa dạng nên chắc có thể là sẽ đến mua thường xuyên ở đây hơn. Khai trương, AMBEC cũng mang đến cho tất cả quý vị những chương trình khuyến mãi vô cùng hấp dẫn.